Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn một vài những cái biểu hiện của một người đàn ông họ không hề yêu các bạn. Để làm gì? Để các bạn khi nhìn thấy những biểu hiện này tránh xa, chạy ngay vào luôn. Bởi vì trong thời gian qua thì mình cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn. Thì những cái biểu hiện của những người đàn ông đấy nó rất rõ ràng là những người đàn ông không có chân thành, không có thật lòng với các bạn rồi. Nhưng các bạn vẫn không biết mình phải làm gì với những người đàn ông như thế. Thì với những cái câu hỏi đó thì mình cũng chỉ có một cái câu trả lời thôi. Gặp những người đàn ông không chân thành với mình, không thật lòng với mình thì cho lượn luôn. Cho anh ta ra khỏi cuộc sống của các bạn luôn, chứ không để anh ta trong cuộc sống của mình để làm gì cả. Vì cuộc sống này rất ngắn ngủi các bạn ạ. Mình chỉ có từng đấy mấy chục năm trong cuộc sống này thôi để tận hưởng, để được yêu và yêu. Thì một khi mình đã yêu, mình chỉ yêu với người mà chỉ có một mình và nghiêm túc với mình thôi. Còn nếu chỉ chơi bời, chỉ muốn lợi dụng nhau thì thôi, mình không có thời gian cho những người đàn ông như thế. Vậy thì đây là những cái điều mà bạn phải nhận biết để biết được rằng người đàn ông đó không thật lòng. Có bị biểu hiện này thì cho anh ta đi ngay và luôn các bạn nhá. Biểu hiện đầu tiên là người đàn ông không công khai bạn. Trong thế giới thực và thế giới ảo, trong cuộc sống ngoài đời thực của họ cũng như trên Facebook, Zalo, có nhiều bạn thì chia sẻ với mình là anh ấy chặn Facebook của mình, hoặc là anh ấy có cho mình mật khẩu Facebook nhưng anh không nhất quyết không đăng ảnh của bọn mình lên. Thì những cái lúc như thế bạn phải biết chứ, đúng không? Một người thực sự yêu bạn và quan tâm đến cảm xúc của bạn, họ không có đời nào mà họ không công khai các bạn hết. Cho nên họ cứ giữ các bạn là một bí mật để làm gì? Để luôn luôn cho mình một con đường lui, để sau này có chia tay với bạn thì cũng không sao, cũng không có ai làm phiền mình cả, cũng không có ai hỏi han gì mình cả. Thì đấy chính là mục đích của họ. Một khi họ đã không công khai, bất kể lý do lý chấu là cái gì, cho anh ta bước vào cuộc sống của các bạn luôn các bạn nhá. Không công khai trong đời thực và không công khai trên mạng xã hội. Đôi khi người ta công khai mình còn chưa biết là người ta có chân thành hay không, còn chưa đảm bảo được 100%. Nhưng một khi không công khai, chứng tỏ không thật lòng. Vì một người thực sự yêu bạn, họ quan tâm đến cảm xúc của các bạn. Một khi bạn muốn công khai mà người ta không công khai, không bao giờ có chuyện đó, đúng không? Người ta mà yêu bạn thật lòng, người ta háo hức lắm để được đăng hình của các bạn lên nhá. Người ta vui lắm, người ta háo hức lắm. Tại sao các bạn không nghĩ rằng mình xứng đáng với một người đàn ông? Người ta rất hào hứng, người ta rất hưng phấn để chờ đợi cái ngày được mình đồng ý cho phép anh ấy đăng ảnh của mình lên trang mạng xã hội, dù là giới thiệu mình với mọi người, đúng không nào? Đấy là quyền lợi của các bạn, chính đáng các bạn phải đòi hỏi, đúng. Còn nếu không có thì thôi, xin mời bước ra ngay, không cần phải cân nhắc hay suy nghĩ nhiều. Dù anh ta có giàu, có đẹp đến đâu mà anh ta không muốn công khai bạn thì chứng tỏ là anh ta đã lợi dụng, anh ta coi thường mình, chẳng có lý do gì mà mình yêu anh ta cả. Dấu hiệu thứ hai của một người đàn ông không yêu bạn, đấy chính là anh ta đi chơi với bạn, hẹn hò với bạn nhưng sợ bị người quen phát hiện. Rất nhiều bạn bị rơi vào cái tình huống này, đi gặp người quen cái là phải tránh mặt vì sợ người khác nghĩ rằng mình đã hẹn hò với cái cô này. Thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ anh ta chỉ đang muốn chơi bời thôi, anh ta chỉ muốn tạm thời thôi, giải khuây thôi, chứ không muốn lâu dài và không muốn công khai, hoặc không, nói chung là không có thật lòng, không có thích bạn. Thôi cho đi luôn các bạn nhá. Dấu hiệu số 3 của một người đàn ông không yêu bạn, để là anh ta luôn luôn bận. Có thể anh ta bận một lần, bận hai lần. Lần nào các bạn nhắn tin hay gọi điện hay nói chuyện với anh ta cũng nói anh ta đang bận. Thì chứng tỏ rằng anh ta không muốn gặp các bạn, không muốn nói chuyện với các bạn và không có tình cảm với các bạn. Anh ta không yêu bạn, vậy thôi. Điểm số 4 là một người đàn ông không yêu bạn, tức là anh ta không có một cái nỗ lực nào cho cái tình cảm của các bạn hết, cho cái cuộc hẹn hò của các bạn hết. Ví dụ khi đi ăn, anh ta muốn chia đôi, hoặc khi đi ăn, anh ta muốn bạn trả tiền. Một khi người đàn ông có cái biểu hiện này, cho chấm dứt ngay và luôn các bạn nhá. Vì một người thực sự có tình cảm với bạn ấy, họ thích thể hiện cái sự đàn ông của mình. Mà cái việc dù anh ấy nghèo, anh ấy phải vay tiền để trả cho cái chi phí trong cái cuộc hẹn đấy, anh vẫn sẽ vay, chứ không bao giờ muốn là bạn trả tiền cho cái chi phí hẹn hò đấy. Còn nếu anh ta muốn chia đôi số tiền, hoặc anh ta muốn bạn trả tiền trong những cái cuộc hẹn đầu tiên mà các bạn gặp nhau á, thì nó chứng tỏ rằng người ta không hề thích các bạn, cũng không hề yêu các bạn đâu. Người ta chỉ muốn xem thế nào thôi, tìm hiểu xem thế nào thôi chứ, hoặc là chán quá tìm người giải khuây thôi, chứ không thể thích các bạn đâu. Cho nên mình phải hiểu cái điều này nhá. Họ không có bất kỳ một cái sự nỗ lực nào để chứng tỏ rằng họ
thực sự muốn gắn bó với bạn, hoặc là họ muốn có một cái ấn tượng tốt với bạn. Họ không hề quan tâm cái ấn tượng là bạn dành cho họ là tốt hay xấu, thì không thể nói là người ta yêu các bạn được hay là có tình cảm với các bạn được. Nhưng mình phải tỉnh táo để mình nhận ra rất nhiều bạn trong tình yêu mà ví dụ quen được một anh chàng nào cũng bảnh bao một chút thì bắt đầu thích, thích thì cuối cùng là người ta ứng xử với mình không coi mình là một người phụ nữ mà mình vẫn cứ thích người ta, xong rồi vẫn cứ day dứt với cái tình cảm với người ta thì không nên các bạn nhá. Có biểu hiện này cho đi ngay. Cái điểm số 5 ở một người đàn ông không yêu bạn hoặc anh ta cũng không có, không nên bước vào trong cuộc sống của các bạn ấy, đấy là một người đàn ông nói chuyện mà nó thô tục với các bạn. Thô tục ở đây nó có nhiều mức độ khác nhau nhá, nhưng mà cũng phải tùy theo mỗi một cuộc nói chuyện để các bạn nhận biết là những cái câu nào đấy nó có thô tục hay không. Ví dụ mới quen nhau mà anh ta đã nói đến chuyện sex, rồi anh ta muốn các bạn phải chat sex với anh ta trong khi các bạn không muốn, hoặc là các bạn mới quen nhau, thì điều đấy chứng tỏ rằng anh ta không có nghiêm túc với các bạn và chỉ muốn giải khuây với các bạn thôi. Bởi vì một người đàn ông ấy mà người ta thực sự thích các bạn, người ta sẽ muốn ấn tượng của người ta trong bạn là rất tốt, chứ không bao giờ người ta muốn ấn tượng của bạn về anh ta là một người đàn ông mà ăn nói một cách thô tục hay ăn nói một cách thiếu tế nhị và thiếu lịch sự như thế, đặc biệt trong những cái giai đoạn mà các bạn mới quen. Cho nên là bất kể cái mức độ của những cái câu nói thô tục nó như thế nào thì các bạn cũng sẽ phải biết để các bạn sẽ tránh đi. Gặp thì thôi tránh, bởi vì các bạn biết là mình xứng đáng với sự trân trọng của một người đàn ông, chứ không phải là tùy tiện để anh ta lôi ra anh ta nói những cái chuyện mà nó không được tế nhị và nó thô tục các bạn nhé. Điểm số 6 ở một người đàn ông mà anh ta không có yêu bạn mà các bạn phải tránh xa ngay, ngay cả khi anh ta yêu bạn bạn cũng phải tránh á, đấy chính là một người đàn ông mà nói những cái câu nói thô thiển và xúc phạm đến các bạn. Ví dụ có những cái xưng hô, có những cái câu chửi bậy, có những câu chửi thề các bạn ạ. Nhìn cái cách nói chuyện, cái cách chửi thề, rồi cái cách nói, đương nhiên các bạn có người trẻ thì có những cái câu mà các bạn chửi thề nó nhẹ nhàng, nó lịch sự thì không có sao, nhưng có những người họ dùng hết cả các cái những cái từ mà bẩn thỉu để họ nói rồi họ chửi thề, thì các bạn phải biết rằng nhân cách của một người đàn ông đấy như thế nào để mình tránh ra càng sớm càng tốt các bạn nhá. Chứ cứ gắn bó với một người mà có thể nói ra những câu thô tục như thế, mất lịch sự như thế, thì mình cũng không trông chờ là anh ta có thể có một cái nhân cách cao được với những câu nói như thế. Mà có một câu nói rất hay là dựa vào cách nói chuyện của một người, cái vốn từ của người kia, thì bạn có thể biết được rằng anh ta là một người như thế nào. Cho nên là hãy tận dụng những cái lúc mà mình nói chuyện này. Thường ấy thì những người đàn ông như này họ hay thể hiện khi mà họ tức giận hoặc họ bức xúc với một cái vấn đề gì đấy. Có thể là họ làm người gì họ còn che giấu các bạn cơ. Nhưng nếu các bạn phát hiện ra rồi thì phải biết rằng một người đàn ông mà nói tục này, chửi bậy này, văng cái này cái kia không hay ra ấy, tránh xa ngay người đàn ông như thế. Nếu không, sau này những câu đấy sẽ là nói với bạn. Cho nên là tránh ngay từ đầu khi mà mình biết nhá. Biểu hiện tiếp theo của một người đàn ông mà anh ta không có yêu bạn, đấy chính là anh ta chỉ gọi bạn ra khi anh ta có nhu cầu tình dục mà thôi. Rất nhiều bạn bị rơi vào cái tình huống như thế này và bạn có thắc mắc và chia sẻ với mình là: chị ơi, tại sao những cái lúc mà muốn có cái chuyện đấy thì anh ấy nói chuyện nhiệt tình với em thế, nói chuyện rất là thân thiết, rồi gặp nhau thì đối xử với em rất là tốt, nhưng mà chỉ cần xa nhau một cái là anh ấy lại lạnh nhạt. Thì điều đó chứng tỏ rằng anh ta không có yêu bạn mà anh ta chỉ muốn lợi dụng cái chuyện đó với bạn thôi. Chỉ gặp bạn khi anh ta có nhu cầu thì nó chứng tỏ rằng không có một cái thứ gì gọi là tình yêu ở đây hết, mà chỉ có cái thứ gọi là nhu cầu và tình dục mà thôi. Cho nên bạn phải hiểu kiểu đàn ông như thế không thể nào là người mà mình gắn bó được. Bất kể đẹp hay là không đẹp, giàu hay không giàu, mà như thế thì cũng chứng tỏ rằng anh ta nên bước ra khỏi cuộc sống của các bạn ngay và luôn các bạn nhá. Điều tiếp theo của một người đàn ông không có yêu bạn, đấy chính là anh ta luôn luôn tìm những câu bao biện rồi anh ta hủy hẹn với các bạn. Các bạn ạ, có những người đàn ông mà người ta hủy hẹn với các bạn, người ta còn không bao biện cái gì cơ. Đấy, còn nếu một người đàn ông thường xuyên hủy hẹn với các bạn, xong đó là nói những cái câu bao biện thế này thế kia, rồi đổ lỗi cho người này người kia, thì nó chứng tỏ rằng người ta không yêu bạn. Bởi vì một người yêu bạn, người ta rất thích được ở bên bạn, người ta muốn ở bên bạn lắm ý. Có cơ hội được ở bên thì người ta phải trân trọng lắm.
chứ làm gì có cái chuyện mà người ta cứ hẹn bạn xong rồi ví dụ có mối nào ngon hơn người ta hủy, hoặc là có việc gì người ta cũng chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của bạn như nào, người ta cứ hủy và liên tục có những câu bao biện mà không bao giờ nhận là do mình. Thì lúc đấy cũng phải biết rằng anh ta không có yêu mình đâu, mà mình phải tỉnh táo để nhận ra những cái tình huống như thế các bạn nhá. Và một cái biểu hiện nữa ở một người đàn ông không có yêu bạn, mà cái điều này mà tất cả các bạn cần phải chú ý trong một giai đoạn đầu mà các bạn yêu nhau nhá, đấy là khi một người đàn ông tán tỉnh các bạn nhưng họ lại cứ kể với bạn về người yêu cũ, thì chứng tỏ rằng anh ta còn có tình cảm với người yêu cũ. Ngay cả khi anh ta nói anh ta không có tình cảm thì rất nhiều cái phần trăm rất lớn là anh ta vẫn còn có tình cảm với người yêu cũ, chứ người ta không có yêu mình. Rất nhiều các bạn gái không biết điều này. Nhiều khi các bạn cứ ngây thơ, các bạn nói rằng anh trong giai đoạn theo đuổi em, anh ấy rất tốt, mà anh ấy còn tự nói chuyện về người yêu cũ nữa, mà em không có hỏi mà anh tự kể cơ. Và các bạn nghĩ rằng anh ấy trung thực với mình, chắc là anh yêu mình thật lòng đấy. Nhưng rất nhiều trong số những cái tình huống như thế, thì các bạn yêu được một thời gian thì anh ta nói với các bạn rằng anh ta không thể quên được người cũ, bóng dáng của người cũ vẫn còn ở trong lòng anh ta. Và thế là các bạn tự đưa mình vào những cái tình huống mà bây giờ mình bị tổn thương. Thà rằng người ta nói với mình ngay từ đầu, lúc đấy tình cảm chưa sâu đậm, mình cũng chẳng yêu đương gì cả, thế nhưng mình đã yêu rồi, đã có tình cảm rồi, xong rồi anh ta lại nói như thế, anh ta nói anh ta vẫn còn tình cảm với người kia và không quên được, thế là làm mình tổn thương. Rất nhiều bạn gái đã bị rơi vào cái tình huống như thế này rồi, cho nên mình muốn cảnh báo với các bạn để các bạn biết rằng một người mà thực sự yêu các bạn ấy, người ta sẽ không muốn nhắc đến người yêu cũ trước mặt các bạn. Các bạn phải biết điều đấy, vì họ muốn rằng bạn là duy nhất và bạn không phải cân nhắc cái gì đến quá khứ của anh ta cả. Còn một người cứ vô tư với các bạn mà kể về người yêu cũ, là lúc đấy mình phải xem lại cái người đàn ông đó, xem lại về cái sự chân thành và xem lại về cái tình cảm của anh ta. Và mình cũng không khuyến khích các bạn bước vào một mối quan hệ với một người đàn ông mà cứ kể với các bạn về người yêu cũ. Các bạn nhớ điều đó nhá, có cái biểu hiện này lập tức tránh xa ngay. Các bạn sẽ có những bạn sẽ bao biện rằng người ta trung thực với em, người ta kể với em. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn nhá, khi các bạn bước đến một cái tình yêu với một ai đó, tốt nhất đừng bao giờ kể về người yêu cũ của mình với người ta, và cũng không yêu cầu người ta phải kể với mình về người yêu cũ, vì đấy là cái quá khứ rồi. Mà một khi người ta tự dưng mình không nói gì, người ta vẫn chủ động nhắc về cái người yêu cũ đấy, thì chứng tỏ rằng anh ta vẫn đang bị tổn thương bởi cái người yêu cũ đấy và vẫn còn tình cảm. Thì bạn cũng đừng để mình bước vào trong một mối quan hệ như thế, và rồi sau đó bạn là người đau khổ. Bởi vì thực sự có rất nhiều các tình huống mà các bạn đã bị như thế rồi, và các bạn nhắn tin cho mình. Cho nên mình hy vọng rằng các bạn biết điều này, các bạn tránh xa người đàn ông mà trước mặt các bạn nhắc về người yêu cũ, chứng tỏ anh ta vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nhá. Tránh xa những người đó. Các bạn thân mến, và đó là một vài những cái biểu hiện của một người đàn ông mà các bạn phải xem xét lại, và họ không có yêu các bạn, để trước khi các bạn bước đến tình yêu thì các bạn sẽ thận trọng, không có rơi vào những cái tình huống mà bị sự đã rồi, có tình cảm rồi xong sâu nặng và thế là bị tổn thương các bạn nhá. Vì thực sự mình chia sẻ cái điều này vì thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những cái tình huống mà chủ yếu là nó vì những cái tình huống như thế này mà các bạn không nhận ra trước là một người đàn ông, người ta không có thực sự yêu mình, và thế là các bạn đặt tình cảm, các bạn lãng phí thời gian để yêu một người và sau đó các bạn bị đau khổ. Cho nên mình hy vọng rằng tất cả các cô gái hãy nắm bắt kỹ tất cả cái điều này, để chỉ cần có một người đàn ông vi phạm những điều này cho bước đi ngay thì các bạn sẽ không bị đau khổ, hay ít nhất là các bạn phải đưa người ta vào cái danh sách đỏ để các bạn nghiên cứu, để các bạn xem xét thật là kỹ lưỡng các bạn nhớ, để không có làm mình bị tổn thương, vì các bạn là những người có giá trị. Giá trị của các bạn nằm ở cái việc là các bạn có biết bảo vệ cái quyền lợi của mình hay không. Cho nên là rất hy vọng rằng sau cái video này thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ không còn bị lừa nữa, sẽ không còn bị lừa dối nữa, và sẽ yêu được một người mà người ta thực sự chân thành với mình các bạn nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em rất mong là chị sẽ đọc được câu chuyện này của em và giúp em đưa ra những lời khuyên. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Em năm nay 29 tuổi, hiện tại đang định cư ở Mỹ cùng với gia đình. Em và người bạn của em tìm hiểu nhau được gần nửa năm. Anh ấy là người chủ động làm quen em qua Facebook. Lúc đầu em chỉ nghĩ là nói chuyện cho vui,
vì anh ấy là người khá là nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Còn em chỉ là một cô gái bình thường. Anh ấy 37 tuổi và ở khác tiểu bang của em. Nhưng dần dần em thấy anh ấy có sự nghiêm túc và thực sự muốn tìm hiểu em. Em luôn áp dụng những điều từ những video clip của chị hướng dẫn. Và em luôn để anh ấy là người chủ động gọi và nhắn tin cho em trước. Em cũng có sự tương tác lại. Chúng em nói chuyện rất hợp nhau và có bàn đến chuyện gặp mặt. Nhưng vì dịch nên đã hoãn lại. Mọi chuyện rất tốt đẹp, nhưng kể từ khi em phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ nhất, anh ấy đã gọi cho em và nói là anh ấy không thích và tại sao lại không bàn trước với anh ấy. Em có nói xin lỗi và giải thích đó là quyết định của em từ rất lâu và em đã muốn làm điều đó trước khi biết anh. Sau đó tụi em vẫn vui vẻ tiếp tục tìm hiểu và em thấy anh ấy không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng khoảng 3 tháng sau, sau khi em đổi hình đại diện trên Facebook, vài ngày sau anh ấy gọi cho em và nói về chuyện đó một lần nữa. Em đã cảm thấy rất khó chịu và nói với anh ấy là mình đã nói qua chuyện lần này một lần rồi. Em nghĩ nếu anh không chấp nhận được thì sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng em không hiểu sao bây giờ anh ấy lại nhắc lại. Em thực sự không thích điều đó. Một lần có thể là vô tình, nhưng hai lần thì chắc chắn là anh cố tình rồi. Nếu sự thay đổi của em khó chấp nhận đến như vậy thì đã đến lúc em biết mình cần phải làm gì rồi. Sau đó anh ấy biết em giận, anh ấy gọi cho em không bắt máy. Nhắn tin em cũng trả lời chậm, khoảng 20-30 phút sau. Anh ấy nói anh ấy biết em đang giận anh và giải thích là do thời gian ở nhà nhiều quá, có thể anh suy nghĩ nhiều thứ theo hướng tiêu cực và tích cực nên em đừng trách anh nhé. Sau 2-3 ngày em suy nghĩ rất nhiều. Trước khi phẫu thuật, em là một cô gái khá xinh và sau khi phẫu thuật có thể nói là em xinh hơn rất nhiều. Nhưng có thể là do em nhìn hơi cứng tuổi một chút. Dù gì đó cũng là lựa chọn của em. Nếu anh ấy không tôn trọng lựa chọn của em thì cũng như không tôn trọng em, đúng không chị? Và cuối cùng em đã đưa ra quyết định là em muốn dừng lại. Lúc đầu anh ấy cũng có một chút do dự, nhưng sau đó anh ấy nói anh ấy tôn trọng quyết định của em và tụi em đã chia tay một cách êm đẹp. Anh ấy nói anh ấy sẽ không bao giờ quên em và sẽ luôn ở đó khi em cần đến anh ấy. Theo chị thì em làm như vậy là đúng hay sai? Tại vì em cảm thấy cắn rứt làm sao đấy. Em rất mong nhận được lời khuyên từ chị. Em cảm ơn chị một lần nữa. Em thân mến, thì chị nghĩ rằng là giữa bọn em chỉ là thiếu cái sự mà chúng ta chia sẻ cảm xúc và hiểu hơn cho nhau nhiều hơn thôi. Chứ còn cái vấn đề thì nó cũng không có lớn. Chỉ đơn giản là vì em là một người em thích phẫu thuật thẩm mỹ, em muốn đẹp hơn, thì cái quan điểm của em nó cũng rất là hiện đại và cũng rất là đúng. Tức là cái việc mà em muốn thay đổi ngoại hình của mình là do em quyết định. Và đương nhiên là người đàn ông của em thì cũng nên tôn trọng cái quyết định đấy của em. Nhưng mà cũng có một vài điều mà nó cũng chưa đúng lắm trong cách ứng xử của mình. Bởi vì là bọn em nếu đã là người yêu của nhau ấy, thì chị nghĩ rằng cái việc mà em muốn có cái việc thay đổi về ngoại hình các thứ thì cũng có thể nói với anh ấy. Đương nhiên cái quyết định cuối cùng thì vẫn là ở em. Thế nhưng mà em cũng nên nói với anh ấy. Bây giờ cái người đàn ông của em thì có cảm giác như là cô ấy không coi mình là gì ấy. Đương nhiên là cái quan điểm của em nó không có sai, nhưng mà vô hình chung nó làm cho người đàn ông có cảm giác là cô ấy không trân trọng mình, hay là mình không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của cô ấy à. Ngay cả khi cô ấy nói với mình là cô ấy muốn phẫu thuật thẩm mỹ, mình cũng ủng hộ cô ấy chứ, mình cũng đâu có phản đối đâu. Có thể là mình cũng không thích lắm, nhưng mà mình cũng không đến nỗi là mình không tôn trọng cô ấy đến cái độ mà mình ép cô ấy không được phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cái điều quan trọng bây giờ là anh ấy có cảm giác như anh không quan trọng đối với em ấy. Là có cái chuyện cũng lớn như vậy mà em không nói gì với anh cả. Thì anh ấy là một người quan tâm em, yêu em, thì anh cũng muốn biết cái điều đấy, đó là chuyện rất bình thường thôi. Cho nên là dù gì cái việc mà em không nói với anh ấy thì cũng là cái việc mà làm cho anh ấy bị tổn thương rồi, đúng không? Nhưng sau đó thì em cũng có nói là em cũng có xin lỗi anh về cái chuyện đấy, nhưng mà cái việc mà em muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì nó đã sớm và nó có cái suy nghĩ đấy trước khi quen anh rồi. Thì thôi, đấy cũng là cái chuyện quá khứ thì mình khép lại. Thế nhưng mà cái vấn đề là lần sau anh lại tiếp tục nhắn về chuyện đấy và khiến em không vui. Thì chị muốn em hiểu một điều như này, đúng là đứng ở trên cương vị của em thì em không vui thật, đúng không? Anh nhắc một lần thôi chứ anh cứ nhắc lại mãi như thế thì em không thoải mái. Nhưng mà cái điều quan trọng là em cứ chia sẻ với anh ấy về cái sự không thoải mái của mình. Và em phải nói rõ
nhá, chứ không phải là nói qua loa đại khái hay chỉ cho anh ấy. Thật em đang tức, em đang giận, mà anh không thực sự biết rằng cái điều mà anh ấy đang nhắc đến nó làm em có cảm xúc như thế nào. Vì anh ấy chỉ biết là em giận thôi, em giận thì anh dỗ thôi, chứ anh cũng không hề biết là những cái câu nói của anh làm tổn thương em ra sao. Thì em phải chia sẻ với anh ấy là thực sự ấy, cái quyết định mà mỗi một người con gái thì đều muốn mình xinh đẹp hết. Em nghĩ là một người đàn ông thực thụ anh cũng hiểu điều đó, đúng không? Nếu như anh không thể ủng hộ em và có thể hỗ trợ em cho cái chuyện đấy thì anh cũng không nên cứ nhắc đi nhắc lại về cái chuyện đó. Và thực sự cái việc mà anh nhắc đi nhắc lại đấy nó khiến em có cảm giác mình không được tôn trọng. Mình chia sẻ như vậy để rồi người ta hiểu. Rồi sau đó thì anh cũng, đúng rồi, cái ứng xử của em cũng khá là đúng. Cho nên là sau đó anh ấy đã có những cái giải thích. Anh ấy nói rằng thực sự là do cũng là thời gian này là có dịch, cho nên là tâm lý của anh ở nhà nó cũng không được thoải mái, rồi là thế này thế kia, thì anh cũng xin lỗi em. Thì chị nghĩ rằng sau khi anh ấy nói cái tin như vậy thì em cũng xuống nước một chút, chứ đừng cứng quá. Chị biết là em bị tổn thương, nhưng mà cái việc của mình bị tổn thương mình nói cho anh ấy phải hiểu. Thì một lần nữa em nên giải thích cho anh ấy hiểu. Thực sự ấy, thì trong cái tình huống như này em có thể hiểu cho cái sự khó chịu của anh trong cái tình hình dịch nó càng nghiêm trọng như thế này. Thế nhưng cái đó nó không đồng nghĩa cái việc là anh có thể dùng cái chuyện đấy làm cái lý do để có thể làm tổn thương em, đúng không? Và em không hy vọng rằng cái chuyện này nó sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Vì nếu thực sự yêu em thì anh cũng sẽ quan tâm đến cảm xúc của em và sẽ không em làm và sẽ không làm em tổn thương đến như thế. Cái câu nói đấy nó cũng là một cái câu để em có thể cho anh ấy hiểu rằng đấy là cái giới hạn, đấy là cái lần cuối cùng em cho anh thêm một cơ hội nữa để có thể sửa chữa. Bởi vì thực sự là đúng là anh ấy cũng nói cái câu mà khiến em không vui thật, nhưng mà đấy chỉ là trong cái giới hạn mà chúng ta vẫn chấp nhận được trong tình yêu. Vì em vẫn có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa để anh có thể sửa chữa. Bởi vì thực sự với một người đàn ông ấy, người ta cũng đã xuống nước, người ta cũng thấy là người ta sai, người ta cũng giải thích với em rồi. Mà nếu em giận quá như thế thì người đàn ông người ta cũng có lòng tự trọng, chứ không phải là cứ đòi chia tay thì mình phải níu à, đúng không? Cũng có, chị nghĩ rằng trong lòng anh ấy thì vẫn cứ yêu em, vẫn có tình cảm với em. Thế nhưng mà anh ấy lại không dám níu kéo, vì anh sợ rằng anh níu kéo thì anh sẽ thảm hại trong mắt em quá. Anh níu kéo thì anh sẽ không có sức cuốn hút trong mắt em. Cho nên anh ấy không dám níu kéo, nhưng thực sự là anh ấy vẫn còn tình cảm với em. Và chị biết là bây giờ em vẫn còn tình cảm với anh ấy, thì chị nghĩ rằng bọn em nên cho nhau một cơ hội. Bởi vì theo chị đánh giá nhá, đúng là anh ấy có hơi, nói là hơi vô duyên một tí. Đúng là hơi vô duyên khi mà cứ nhắc đến cái chuyện đấy hai lần liền, đúng không? Nhưng mà nó cũng là một cái lỗi mà có thể tha thứ được trong tình yêu, chứ không phải là như những cái lỗi mà không tha thứ được. Ví dụ anh phản bội này, anh tán tỉnh cô gái khác này, rồi hoặc là anh chê cái ngoại hình của em này, ví dụ như thế. Thì đấy mới là những cái mà mình thấy là không chấp nhận được. Chứ còn với cái ứng xử của anh ấy thì mình có thể thấy là anh hơi vô tư quá, hoặc hơi vô tâm quá. Thì anh ấy nói như vậy thì mình nhắc như vậy là biết rồi. Em có thể cho anh ấy thêm một cơ hội để anh ấy biết rằng đấy là lần cuối cùng em muốn anh nhắc về cái chuyện đấy. Nhưng mà bây giờ như này, em đã là người muốn chia tay và bây giờ mình lại nói cái câu quay lại thì nó cũng không hay lắm. Nhưng mà cái việc là sau chia tay thì em vẫn có thể là bạn mà, đúng không? Rồi sau này chị tin là nếu anh ấy còn yêu em thì chắc chắn là anh ấy sẽ liên hệ với em. Thì lúc đấy em sẽ tìm cách để chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi, nói chung là em cũng đừng vội vàng nhá. Đừng vội vàng trong cái việc là đòi quay lại để làm gì cả. Bởi vì chị biết em vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng mà mình không có chủ động quay lại. Mà thay vì đấy thì em hãy cứ làm một cô gái thật tốt, thật cao thượng, và biết cái sứ mệnh của mình. Tức là mình đến với cuộc sống của người đàn ông là để mang đến cái điều hạnh phúc đến với anh ấy. Mình cứ cố gắng làm sao mà để mình có một cái tư thế tốt nhất, mình mang đến, mình hoàn thành cái sứ mệnh của mình một cách tốt nhất. Thì mình cứ mong cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy. Thì rồi cùng với cái sự tốt đẹp mà em trao cho anh ấy một cách vô tư và thầm lặng như thế, thì anh ấy sẽ cảm nhận được, và rồi anh ấy sẽ có một cái động thái để chủ động với em. Thì lúc đấy em cũng sẵn sàng để có thể quay lại với anh ấy và nói thêm, nói lại với anh ấy một lần nữa là đấy là lần cuối cùng. Và là thực sự cái câu nói của anh nó là em rất là tổn thương và em không vui với cái điều đấy. Em hy vọng đấy là lần cuối cùng anh nhắc với em về cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đó. Còn nếu anh thực sự tôn trọng em và anh biết rằng anh có thể làm được thì chúng ta sẽ quay lại với nhau nhá. Đấy, thì đấy là những cái điều mà chị nghĩ rằng em có thể làm, bởi vì mình không nên căng quá em ạ. Vì cái sự việc nó cũng không đến nỗi là mình phải căng như thế. Điều quan trọng hơn là mình vẫn thể hiện cái tư thế của mình, cái sự cao thượng và cái sứ mệnh cao cả của mình.
Thì chị tin là em cứ làm một cô gái thật tốt đi thì sớm muộn gì người đàn ông đấy cũng sẽ nhận ra và người ta cũng sẽ yêu em thật là nhiều. Nhưng bây giờ mình gạt bỏ cái cảm giác dây dứt đấy đi nhá. Mình thoải mái hơn và kể từ bây giờ thì mình sẽ ứng xử thật là tốt. Chị biết em dây dứt là vì em còn tình cảm với anh ấy. Nhưng không sao, cứ làm theo những cái bước mà chị nói về quay trở lại với người yêu cũ ấy, ứng dụng những cái điều đấy. Thì chị hy vọng rằng trong một cái thời gian sớm nhất là bọn em có thể làm hòa với nhau, quay trở lại với nhau và anh ấy sẽ hiểu về em hơn, học cách để tôn trọng em hơn, quan tâm đến cảm xúc của em hơn nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.